Dạ vâng, Từ Thắng và ký giả Nguyễn Văn Khanh xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Ngày hôm nay chúng tôi xin được trở lại với quý giả trong chương trình Đường vào Tòa Bạch Ốc. Và Từ Thắng hiện đang có ký giả Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC qua hệ thống video call của đài truyền hình SBTN. Dạ, xin chào ký giả Nguyễn Văn Khanh ạ. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN và gửi lời chào đến bạn Từ Thắng. Tôi phải thưa thật với anh Từ Thắng, tôi còn nhớ mãi là ngày nào là anh em mình gặp nhau và trong một cái chương trình vào tối giao thừa, và giao thừa Tết Tây thì đúng hơn. Và yeah, sau đó thì là Happy New Year. Mới ngày nào mà bây giờ chúng ta đã bắt đầu qua đến đầu tháng 3. Phải công nhận là thời gian nó đi nhanh thật. Và nếu mà nhìn lại thì tôi thấy là trong năm vừa rồi, trong 2 tháng vừa rồi thì mình có thể làm được một số việc. Nhưng mà khi mà tôi bảo là không biết là mình làm được nhiều hay là chính phủ Hoa Kỳ làm được nhiều, thì thú thật với anh, tôi cân đo đong đếm thì tôi có vẻ là tôi làm được nhiều hơn, ít nhất là tôi làm được nhiều việc hơn Quốc hội Liên bang của Hoa Kỳ. Ý tôi muốn nói là cả Thượng viện lẫn Hạ viện cũng không làm được việc bằng tôi. Tôi nhá anh, thật tưởng thắng thấy là buổi sáng sớm là tôi thức dậy đi đến nhà con để mà trông cháu, rồi sau đó tôi chở 3 đứa cháu đi học, 3 đứa 3 trường khắp nơi, rồi sau đó là tôi về nhà ăn sáng, rồi là nói chuyện với bạn bè quán McDonald's, vân vân và vân vân, đến 3 giờ chiều lại trở lại làm, lại đi đón cháu tiếp, tức lại làm Uber và làm Uber không lương. Nhưng mà ngày nào tôi cũng làm việc. Trong khi đó thì tôi thấy rõ ràng là Quốc hội Liên bang trong 60 ngày vừa qua họ không có làm một điều gì cả. Thưa với anh Thắng, anh thử tưởng tượng nhé, cuối tháng 2, nếu mà tôi nhớ không lầm thì vào lúc khoảng 2 giờ chiều ngày thứ năm, tức là ngày 29 tháng 2, thì lúc đó là họ mới thông qua được ngân sách tạm thời. Đúng ra phải nói là thông qua cũng không đúng đấy. Đáng ra là ngày mùng 1 thì là họ phải giải quyết ngân sách. Thì bây giờ họ không giải quyết được, họ giờ đến mùng 8. Và những cái khoản tiền đáng ra phải giải quyết vào ngày mùng 8 thì họ rời xuống là ngày 22. Nói tóm lại thì tôi thấy là làm ông nội giống tôi có vẻ rất là mệt mỏi hơn là làm thượng nghị sĩ và dân biểu Liên bang Hoa Kỳ. Đó chỉ là cái câu chuyện vui mà muốn được kể thưa cùng với anh Từ Thắng và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả để mở đầu chương trình ngày hôm nay và để chào đón tháng 3 năm 2024. Xin phép được trở lại California với anh bạn Từ Thắng của chúng tôi. Dạ vâng ạ, thưa anh Khanh, anh nói rất đúng. Bởi vì làm cái phận sự của anh hiện tại là những không có lương, mà chỉ cần lương là lương hưu mà do chính anh đóng trong cái thời gian mấy chục năm anh đi làm đó, gọi là Social Security thôi. So với lương của một ông thượng nghị sĩ hoặc dân biểu, lương tới 170.000 một năm mà không làm gì cả, một năm chỉ là làm xuân thu nhị kỳ cả lộn với nhau. Nếu mình không muốn cả lộn thì mình ngồi mình nghe mấy ông cả lộn, mình cũng được lãnh lương như thường rồi mình bỏ phiếu, đúng không ạ? Dạ, rõ ràng là như thế, đúng không? Rõ ràng như thế. Chỉ cái khổ là lúc vận động tranh cử thôi, mà khi thắng cử rồi thôi là thoải mái. Có thể là đó là một cái công ăn việc làm rồi suốt đời luôn, không cần phải bị giống như là bị cái giới hạn về cái thời gian mà phục vụ, như trường hợp của tiểu bang Cali là term limit, mỗi người chỉ được quyền có bao nhiêu năm, 12 năm thôi, là sau đó phải nhường chỗ cho người khác. Anh chạy đâu chạy cũng chỉ 12 năm thôi. Nhưng mà mấy ông thượng nghị sĩ và cũng như ông dân biểu, bây giờ chúng ta không nói đâu xa, ông Mitch McConnell nè, năm nay là 82 tuổi rồi, bây giờ mới tuyên bố là bây giờ mình muốn về hưu, không về hưu, muốn ở không lại, nhưng mà không làm chức vụ lãnh đạo của chủ tịch thượng viện nữa. Như bà Dianne Feinstein gần 90 rồi cũng không chịu về. Anh thấy không ạ? Cho nên tất cả những cái chuyện đó mình thấy rằng là phải có một cái giới hạn nào đó để cho cái thế hệ tới nó đi tiếp chứ. Chứ bây giờ cái mấy ông mấy người cái bắt vít ngồi đó hoài lãnh lương thì anh thấy cái chuyện đó như thế nào, thưa anh Khanh? Tôi thấy rõ ràng là cái chuyện mà term limit là tôi ủng hộ tối đa. Tôi ủng hộ 100%. Tôi để ý thấy rằng là anh nhớ nhé, là cách tổng thống mà chúng ta còn có term limit thì không là vô lý. Khi mà các vị dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ Quốc hội Liên bang mà không có term limit, tôi đề nghị là nếu mà tổng thống chỉ có làm được tối đa là 8 năm, tức là 2 nhiệm kỳ, thì các vị thượng nghị sĩ cũng chỉ làm được 12 năm, tức là tối đa là cũng 2 nhiệm kỳ, nhưng mà mỗi nhiệm kỳ của họ là 6 năm. Và với lại các vị dân biểu thì sao? Tôi nghĩ là 5 hoặc là 6 nhiệm kỳ, tức là 10 hoặc là 12 năm, cũng là khoảng một thời gian quá khá dài, đủ để cho họ làm những công việc mà họ muốn làm. Tôi nghĩ là nếu mà chúng ta làm những điều đó, tức là chúng ta quyết định là chúng ta có term limit, thì tôi nghĩ là thúc mấy ông bà phải làm việc nhiều hơn,
Chứ còn bây giờ thì tôi thấy cái tình trạng sống lâu lên lão làng, đặc biệt nhất là ở tại thượng viện, thì thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy là nhiều nhiều ông bà lớn tuổi rồi, họ cứ nói rằng là ông Biden năm nay 81 tuổi, rồi họ cứ cằn nhằn là ông Donald Trump năm nay 77 tuổi. Nhưng mà hầu hết là quý vị là cũng đâu cũng khoảng 70 thì đại khái là như vậy. Tức là tuổi họ cũng không kém gì, không kém xa tuổi ông Trump hoặc là ông Biden, nhưng mà họ vẫn làm việc và họ ngồi đó. Là thật tình tôi thấy cái điều đó là cái điều không may. Term limit, giới hạn cái nhiệm kỳ mà họ có được quyền phục vụ, tôi nghĩ đó là cái điều chúng ta cần phải làm, thưa anh Tưởng Thắng. Dạ, hoàn toàn đồng ý với anh. Bây giờ trở lại với câu chuyện chính của ngày hôm nay, đó là chúng ta biết trong tuần lễ vừa qua thì ông Mitch McConnell là chủ tịch khối thiểu số, hiện tại thiểu số thôi, ở tại Thượng viện Hoa Kỳ đã tuyên bố là ông sẽ nghỉ, không có giữ chức vụ chủ tịch nữa vào cuối năm nay, để nhường cho một thế hệ trẻ hơn, mới hơn nắm cái chức vụ này. Thì theo anh á, lý do gì ông Mitch McConnell tới giờ này mới đưa ra cái quyết định này, và tại sao ông phải làm điều đó ngay lúc này mà không chờ đến có vị tổng thống mới rồi hẳn quyết định? Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều lý do. Trong trước hết là nghe nếu mà nghe lại cái bài diễn văn mà ông đọc ngày hôm qua, ngày hôm thứ tư vừa rồi, thì anh thấy rõ là ông bảo rằng là ông hiểu là đã đến lúc mà không phải lúc nào cũng phải là công việc, mà đã đến lúc là phải nghỉ ngơi, đã đến lúc phải nghĩ đến gia đình, vân vân và vân vân. Tôi thấy là hầu hết là những người mà khi mà họ rời khỏi chiến trường, họ đều nói những cái điều mà ông Mitch McConnell nói hôm thứ tư vừa rồi trong cái bài diễn văn gây nhiều bất ngờ trước Thượng viện Liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái yếu tố khác. Cái yếu tố đầu tiên mà tôi nghĩ đến, tức là cái vai trò của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Và thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, người ta bảo rằng là bây giờ là ông Trump đang tạo cái làn sóng, một cái làn sóng ập vào tòa nhà Quốc hội. Ông, cái tòa nhà Quốc hội đó là trước hết là ông vào đến Hạ viện, và coi như là Hạ viện bây giờ là thuộc về ông Donald Trump. Thì bây giờ cái chuyện của Thượng viện, sau ngày mà ông Mitch McConnell loan báo quyết định là tôi sẽ rời khỏi cái vai trò lãnh đạo, thì lúc đó người ta bảo như vậy thì bây giờ đến phiên Thượng viện cũng là của ông Donald Trump. Tôi được biết nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là cả hai, ông Trump và ông Mitch McConnell không nói chuyện với nhau từ hồi năm 2020 cho đến giờ. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là ông Donald Trump rất bực mình khi mà ông biết rằng là ông Mitch McConnell lên tiếng trước diễn đàn Thượng viện và nói rằng là ông phải chịu trách nhiệm về mặt luật pháp và những gì ông đã làm liên quan đến cái vụ bạo động xảy ra hôm 6 tháng Giêng năm 2021. Và cái điểm thứ ba nữa là bên cạnh đó thì ngay chính ông Mitch McConnell cũng hiểu là bây giờ cái tình huống bây giờ nó khác rồi. Cái chính trường của nước Mỹ bây giờ nó khác. Bây giờ đảng Cộng Hòa, phải nói là đảng Trump thì là đúng hơn. Và nên nhớ rằng là ông biết là nếu mà ông muốn muốn cho đảng Cộng Hòa lấy lại được khối đa số ở Thượng viện thì chắc chắn là phải nhờ đến ông Donald Trump. Đương nhiên đó là tôi nghĩ rằng là ông không bao giờ ông nghĩ rằng là ông Donald Trump ngồi ở lâu đến như thế, và ông không bao giờ nghĩ là ông phải trông cậy vào ông Donald Trump để lấy lại khối đa số. Thành ra rốt cuộc sao thì bảo thôi, coi như là cách hay nhất là ông, tôi sẽ để cho một người khác lãnh đạo và tôi coi như tôi làm hết công việc này, rồi cuối cùng như vậy là tôi đã xong. Đó là những gì mà tôi nghĩ về ông Mitch McConnell. Tôi cũng phải xin phép thưa với anh Tưởng Thắng một điều là như thế này. Dạ hai vâng. Ông không ưa nhau, hai ông không hài lòng với nhau, nhưng mà anh Tưởng Thắng để ý thấy là trong 4 năm trời ông Trump ngồi tòa Bạch Ốc, thì nếu mà không có ông Mitch McConnell thì chắc chắn là ông Trump đã không làm được những điều ông Trump làm. Lấy ví dụ chẳng hạn như là về vấn đề giảm thuế là một, về vấn đề cài tổ, đưa thêm người, đưa thêm những người Cộng Hòa vào trong ngành tư pháp của nước Mỹ, giữ cái vai trò rất là quan trọng, vai trò thẩm phán tòa liên bang, cũng như là thêm 3 vị thẩm phán ở tối cao pháp viện. Công đó chính là công của Mitch McConnell. Mặc dù là ông và ông Donald Trump là khác nhau như mặt trời và mặt trăng, thưa với lại anh Tưởng Thắng. Dạ vâng, nếu như theo như cái đánh giá của anh thì ông Trump, nếu không có ông Mitch McConnell thì sẽ không đạt được tất cả những cái thành quả mà ông Trump mong muốn, đặc biệt là 3 vị tối cao thẩm phán trong tối cao pháp viện. 3 vị thẩm phán tối cao, dạ vâng. Dạ vâng. Chúng ta còn biết ông Merrick Garland, hiện tại là đương kim Bộ trưởng Tư pháp của Hoa Kỳ.
là người đã bị ông Mitch McConnell không một năm trời giam giữ, không đem ra điều trần ở tại Thượng viện để bổ nhiệm, chờ ông Trump thắng cử rồi mới đưa ông Gorsuch vào trong cái chức vụ này. Vâng, Thường Thắng gọi ông Gorsuch là một người đã đánh cắp cái ghế của ông Merrick Garland thì đúng hơn. Nhưng mà đó là cái trò chơi chính trị của họ. Cái vấn đề đặt ra là ông McConnell, ông làm rất nhiều điều có lợi cho ông Trump. Nhưng ông Trump trong trường hợp này vẫn không xem đó là một cái ân huệ đã giúp ông ít nhất là đi trọn cái con đường 4 năm của ông ấy. Và được có cái gọi cái tiếng thơm là bổ nhiệm 3 vị thẩm phán và tố cáo phá viện. Mình nhớ là bà Amy Barrett 2 tháng trước khi hết nhiệm kỳ của ông Trump còn nhét vô cái bà đó vào trong tố cáo phá viện. Dù ông Mitch McConnell đã từng tuyên bố rằng là sẽ không có chuyện này xảy ra một lần nữa. Nhưng cuối cùng nó cũng xảy ra. Nhưng có một điều, ông Trump á, thì sẽ tấn công bà vợ của ông Mitch McConnell rất nặng nề, bởi vì bà là người gốc Hoa. Sau khi ông Mitch McConnell tuyên bố rằng là ông Trump phải có chịu trách nhiệm về những hành động của ông ở ngày 6 tháng Giêng, thì đó chúng ta thấy là đó là cái character, cái bản chất của ông Trump là như thế. Đối với ông Trump không có ai, nếu người đó không phục vụ cho cái quyền lợi cá nhân của ông thì tất cả đối với ông là nó chỉ là vào trong sọt rác, kể cả những người giúp ông, cho ông Mitch McConnell. Dạ vâng, trước khi trả lời câu trả lời của tôi là hoàn toàn đúng. Dạ vâng. Khi mà nói đến ông Mitch McConnell thì đương nhiên người ta phải nghĩ đến cái câu chuyện liên quan đến gia đình của ông, tức là bà Ellen Chao. Bà Ellen Chao là bộ trưởng, làm tổng trưởng lao động dưới thời của ông Donald Trump. Và lúc sau này là ông Donald Trump ông lên tiếng, ông chê bai, ông chỉ trích vào là gia đình Trung Quốc được mê tiền của Trung Quốc vân vân và vân vân. Đúng, anh Thường Thắng nói đúng, đây là cái character, đó là cái nhân cách của ông Donald Trump, thành ra là chúng ta phải chịu thôi, không biết nói gì hơn. Và ngay cũng chính vì như vậy mà khi mà biết rằng là bây giờ Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ hầu hết, chưa, tôi không chắc nói 100%, nhưng mà đa số đã nghiêng về phía của ông Donald Trump, thì là ông Mitch McConnell hiểu rằng là thôi, vai trò của mình đến đây là chấm dứt. Và ông loan báo có quyết định là tôi sẽ ở lại để mà tôi tiếp tục làm, để mà tôi vẫn tiếp tục những cuộc vận động để Đảng Cộng Hòa có thể nắm lại khối đa số ở tại Thượng viện. Nhưng mà sau đó thì là tôi sẽ rời khỏi cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Tôi thấy đó là đúng lúc, đối với tôi thấy là đúng lúc. Mặc dù là ngay chính cá nhân tôi cũng không mấy hài lòng với lại những cái với cách làm việc của ông Mitch McConnell. Nhưng mà tôi thấy là ông đã loan báo cái quyết định này đúng lúc, đúng thời và rất hợp lý, thưa anh Thường Thắng. Dạ vâng, trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay, Thường Thắng xin mời quý khán giả theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Chúng ta sẽ trở lại trong giây lát. Dạ vâng, vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SBTN. Sau đây chúng ta sẽ được trở lại buổi nói chuyện với lại nhà báo Nguyễn Văn Khanh từ Washington DC. Thưa anh Khanh, thì cái vấn đề như thế này, lúc nãy trước khi vào phần thông tin thương mại thì anh có nói rằng bây giờ đảng Cộng Hòa trở thành đảng Trump, đa số những người theo đảng Cộng Hòa bây giờ theo ông Trump. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn vào cái cuộc bầu cử sơ bộ ở tại New Hampshire cũng như tại gần đây ở tiểu bang Michigan, ở New Hampshire đó thì bà Nikki Haley có được 40% phiếu của những người ở trong đảng Cộng Hòa, trong khi đó ở New Hampshire, ở South Carolina, South Carolina bà được 40%, trong khi đó thì ở Michigan bà được khoảng chừng hơn 20%. Như vậy cái điều đó có nghĩa là tức là những cái cử tri của đảng Cộng Hòa cũng một phần nào đó cũng bị chi phối rất là nhiều, họ không 100% hoặc ít nhất hơn 90% thống nhất trong cái việc mà đứng sau lưng của ông Trump. Như vậy thì cái việc mà ông Mitch McConnell quyết định ra đi lúc này có hợp lý không? Tôi thấy hợp lý, nhưng mà có thể là sẽ không có lợi cho ông Donald Trump. Cái lý do rất là dễ hiểu, là bởi vì ông Mitch McConnell khi mà ông rời khỏi cái vai trò lãnh đạo thì người ta hiểu ngay là có cái sự rạn nứt ở trong Đảng Cộng Hòa. Cái sự rạn nứt này là chúng ta đã nhìn thấy trong những năm trời vừa qua, nhưng mà bây giờ thì tôi thấy là càng thấy nó có vẻ rõ ràng hơn trước. Đó là cái điểm thứ nhất.
Cái điểm thứ nhì là qua những cái cuộc bầu cử, và đặc biệt nhất là cuộc bầu cử sơ bộ ở tại Michigan vừa mới diễn ra hồi tuần vừa rồi, thì anh từng thắng thấy một cái điều là người ta bảo với nhau rằng là như vậy là ngay chính ông Trump ông cũng gặp cái khó khăn. Người ta nói rằng là khó để mà có thể thành công được với cái số phiếu 60% cử tri Cộng hòa ủng hộ cho ông Donald Trump. Tôi thì tôi ngay từ đầu tôi đã bảo rằng là ông Trump ông được một cái số phiếu ủng hộ, ông đã có sẵn một cái lực lượng để ủng hộ ông, trong khi những ứng cử viên khác không có, nhưng mà cái lực lượng đó hoàn toàn là chưa đủ mạnh để có thể đưa ông trở lại tòa Bạch Ốc thêm một nhiệm kỳ nữa. Nói một cái khác là nếu mà bảo là ông Trump chắc thắng rồi thì câu trả lời là chưa. Tôi nhìn thấy rõ ràng câu trả lời đối với cá nhân của ông Donald Trump thì là câu trả lời là chưa. Thưa với lại anh Trường Thắng. Dạ vâng, à, trở lại cái việc ông Mitch McConnell đó thì cái thời năm 2016 đó, khi mà Vâng. trước khi ông Trump thắng cử, lúc bấy giờ thì ông Mitch McConnell vẫn còn là chủ tịch của Thượng viện Hoa Kỳ. Nhiều người lúc bấy giờ vẫn than phiền, đặc biệt là bên đảng Dân Chủ, họ than phiền rằng ông Mitch McConnell đó là một cái bức tường giống như là vạn lý trường thành vậy đó. Anh đụng vô anh không đi đâu được hết, đứng ngay tại chỗ. Vâng. Chính ông Mitch McConnell là cái người đã ngăn chặn 60 dự luật mà do đảng Dân Chủ đưa ra. Lúc bây giờ ngâm tôm luôn 60 dự luật. Thì câu hỏi đặt ra là theo anh thì anh đánh giá thế nào về cái quá trình làm việc của ông Mitch McConnell? Tôi thấy là ông Mitch McConnell thì tôi với cá nhân tôi thì thấy là một đôi khi ông làm việc có những lúc mà tôi thấy rất là hài lòng, nhưng mà nhìn lại nhìn chung thì là tôi đánh giá là ông là con người của đảng phái hơn là cái con người của quốc gia. Tôi còn nhớ là trước thời của ông Barack Obama thì có một lần ông lúc đó là tôi là còn đang làm việc với lại Đài Á Châu Tự Do. Có một lần thì tôi nghe ông nói rõ ràng, ông bảo rằng là nghĩa là ông Obama là chỉ làm tổng thống có một nhiệm kỳ, tức là lúc mà sau khi mà Đảng Cộng Hòa lấy lại được cả Thượng viện lẫn Hạ viện thì ông bảo là ông Obama chỉ làm tổng thống có một nhiệm kỳ, tức là ông nhất định là đánh Obama cho đến cùng, nhưng mà rốt cuộc sau thì không thành công. Ông không thành công nhưng thì là lúc đó thì ông lại trở thành cái bức tường, đúng như anh Tường Thắng nói, tức là mọi người tất cả mọi quyết định của quốc gia nằm ở trong tay ông, và ông làm nhiều điều mà tôi thấy rất là khó chịu. Có rất nhiều cái đề nghị được đưa ra và những cái đề nghị đó rất là được nhiều người ủng hộ, nhưng mà lại không được ông Mitch McConnell đồng ý để mà đưa ra bỏ phiếu trước 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 Thượng viện. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là lúc tôi vừa mới nhìn thấy cái hình ảnh của ông Garland, tôi còn nhớ mãi là lúc đó ông Mitch McConnell ông đưa ra một cái lời giải thích, ông bảo là trong năm bầu cử thì chúng ta sẽ không thông qua ghế thẩm phán ở tối cao pháp viện đó, phải chờ đợi cho đến khi kết quả của bầu cử xong rồi nó mới tính. Và thưa với anh và thưa cùng với lại quý vị khán giả, 3 năm sau thì ông lại bảo với chứ tổng thống đưa cái đề nghị ra là thượng viện là phải đồng ý, bởi vì là sao, tổng thống động cộng hòa và thượng viện cộng hòa thì là ông đồng ý với. Thành ra tôi thấy là nhiều khi ông ấy là một người hay, ông là một người giỏi, nhưng mà tôi không có phục lắm ông Mitch McConnell, bởi vì tôi thấy ông làm việc không hẳn là ông đã làm việc cho quốc gia, mà tôi nghĩ là ông làm việc cho đảng phái nhiều hơn. Thưa với lại anh Tường Thắng. Dạ, hoàn toàn đồng ý với cái nhận định của anh là ông Mitch McConnell là việc cho đảng Cộng Hòa thì đúng hơn trong trường hợp này, và cái nguyên tắc bảo thủ của từ thời Reagan để lại. Phải chăng cái nguyên tắc của thời bảo thủ của Reagan để lại bây giờ nó không còn nữa cho nên ông mới phải ra đi trong trường hợp này? Câu trả lời là đúng luôn. Trong cái bài dài diễn văn ông đọc hôm ngày thứ tư, ông có nói đến cái trường hợp mà Cộng hòa Ronald Reagan. Có lẽ anh Tưởng Thắng cũng đã nghe cái bài diễn văn đó. Thế ông bảo là cái thời ngày xưa chúng ta là có Ronald Reagan, và ông ám chỉ cho biết rằng là cái câu chuyện của thời đó và cái thời nay nó hoàn toàn khác nhau. Ông không nói rõ, ông không nói thẳng rằng là ngày thời của tôi là thời của Ronald Reagan, thời của tôi là Cộng hòa truyền thống, thời của tôi là Cộng hòa nguyên thủy, nhưng mà bây giờ là Cộng hòa Trump, và nếu mà Cộng hòa Trump thì tôi không muốn dính dáng gì cả. Thế ra tôi quyết định tôi rút lui. Chỉ rất tiếc một điều là ông không dám nói cái điều đó thôi, nhưng mà rõ ràng ông rút lui là bởi vì Cộng hòa bây giờ không phải là Cộng hòa Ronald Reagan và cũng không phải là Cộng hòa thuần túy như là ông mong muốn, mà bây giờ là Cộng hòa Trump.
Ai cũng nhìn như vậy và ai cũng thấy như vậy, thưa anh Tưởng Thắng. Dạ vâng, anh có còn nhớ là vào tháng 7, mùa hè tháng 7 năm 2017, khi mà Tổng thống Trump lúc bấy giờ nhất quyết là phải triệt hạ cái chương trình y tế Obamacare cho bằng được. Dạ vâng, đúng. Đêm ngày hôm đó thì ông Mitch McConnell đứng giữa sàn của Thượng viện và ông nhìn chằm chằm vào trong ông cố thượng nghị sĩ John McCain. Đúng Khi vậy. ông John McCain chỉ có ngón tay xuống là không đồng ý Vâng. bỏ cái chương trình Obamacare, thì ông Mitch McConnell nhìn rất là khó chịu và đã chấp nhận cái sự thất bại trước một đối thủ là ông John McCain. Ông John McCain đã phá hỏng cái kế hoạch của cả ông Trump và ông Mitch McConnell trong cái việc triệt hạ cái chương trình y tế Obamacare. Từ đó nó dẫn đến cái việc mà Cộng hòa mất luôn cả Thượng viện và Hạ viện sau những năm sau đó, chỉ vì Obamacare. Cho nên chính Vâng. vì vậy mà chúng ta thấy, có thể nói là đó là cái lần thất bại đầu tiên của ông Mitch McConnell, theo anh đánh giá như Trong vậy có thời đúng không? gian làm lãnh đạo. Dạ. Trong thời gian làm lãnh đạo, dạ Vâng. đúng, dạ đúng. Vâng. Tôi thấy là như thế này, đổ lỗi cho ông McCain thì cái điều đó sẽ cũng cũng Không tội không, cho Tường ông Thắng không có đổ McCain. lỗi cho ông McCain. Vâng. Ông McCain, Dạ ông vâng. bỏ cái lá phiếu đó Dạ vâng, tôi hiểu. dựa trên cái nguyên tắc và đạo đức của ông, chứ không Đúng có đi vậy. theo về mặt chính trị trong trường hợp Đúng này. vậy. Dạ. Đúng vậy. Vâng, ý tôi muốn nói là bên Đảng Cộng Hòa bây giờ có nhiều người vẫn còn đổ lỗi cho McCain. Thì tôi thấy cái điểm đó là điểm vô lý. Nên nhớ rằng là lúc đó là ông McCain không có đưa, ông có đòi, ông có gặp ông Mitch McConnell và gặp một số vị thượng nghị sĩ khác. Ông bảo rằng là chúng ta nếu mà chúng ta thay một cái này thì chúng ta phải có một cái gì đó để bù đắp vào. Tổng thống Donald Trump nói, quý vị an tâm, tôi sẽ có một cái chương trình rất là đẹp. Một cái chương trình nghĩa là quý vị sẽ rất là hài lòng. À, tôi có chương trình rất là rẻ mà lại còn tốt hơn. Thế rồi sau đó mẫu chương trình ra đâu, kết quả là không có. Thành ra là bởi như vậy, ngay chính vì cái chuyện đó, khi mà ông Biden tranh luận với lại ông Trump ở năm 2020 trước ngày bầu cử, ông Biden cũng bảo ông hứa là có chương trình. Thế chương trình đó ở đâu, ông cho chúng tôi biết, ông cho chúng tôi nhìn thấy đi. Câu trả lời là không có. Lúc đó là ông tôi nghĩ rằng là ông Mitch McConnell là ông nghĩ rằng là ông có thể lung lay được ông McCain để làm hài lòng ông Trump, và ông nghĩ rằng là đó là cái cơ hội để cho ông đánh sập cái legacy, cái di sản của ông Obama để lại. Nhưng mà rất tiếc anh, thưa anh Tường Thắng và thưa cùng với lại quý vị khán giả, cho đến giờ phút này cũng không ai làm được cái điều đó. Thành ra là người ta có người Cộng hòa có nhiều người lên tiếng chỉ trích ông McCain vân vân và vân vân. Tôi là Cộng hòa nhưng tôi đồng ý cái Obamacare không phải là hoàn hảo, tôi rõ ràng là như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà anh muốn thay Obamacare thì anh phải có một cái gì hay hơn. Cũng giống như anh Tưởng Thắng cũng như vậy. Anh Tưởng Thắng anh có một cậu con, anh có một đứa con bảo bố ơi bố, con muốn mua xe. Anh bảo con cứ đi bộ đi, con cứ đi bộ đi, rồi là đến một ngày đó nào rồi là bố hứa là bố sẽ mua xe cho con, hết năm này đến năm khác cũng đều hứa. Con cứ đi bộ rồi hứa là bố sẽ mua xe cho con. Cuối cùng thì con của anh Tuấn Thắng bảo với chứ bố ơi, bố hứa hoài mà tại sao là không có thấy xe đâu cả. Đó là cái câu chuyện của Obamacare, thưa anh Tuấn Thắng. Vậy theo anh đó, sau ông Mitch McConnell, ai sẽ thay thế ông Mitch McConnell? Tôi hiện tại bây giờ thì thú thật là tôi thấy là dường như là tôi chưa rõ là hiện tại bây giờ là có rất nhiều người, ông Cornyn của tiểu bang Texas này, ông John Thune là nhân vật đứng thứ nhì của đảng Cộng hòa ở tại Thượng viện. Thông thường thì là ở phía bên Thượng viện đó là còn một cái chuyện nữa, tức là có thể là họ sẽ đem ra bầu, nhưng mà đồng thời là đôi khi là người làm người ông xếp sòng, tức là ông Mitch McConnell, ông có thể là ông bảo với các đồng viện là tôi muốn cái người này là thay thế cho tôi, thì họ cũng sẽ gật đầu thôi. Thì tôi không rõ là ông sẽ chọn ai, nhưng mà tôi thấy rằng là những nhân vật mà Đảng Cộng hòa đưa ra hoặc là sắp sửa ra loan báo cái quyết định ra tranh cử đều là những người hay cả. Hy vọng là họ sẽ làm việc cho quốc gia hơn là làm việc cho Đảng Cộng hòa, thưa với lại anh Tường Thắng. Dạ vâng, một lần nữa Tường Thắng xin cảm ơn cái giảng viên Văn Khanh đã đến với chương trình Đường và đến Đường và Tòa Bạch Ốc trong chương trình của ngày hôm nay. Một lần nữa xin hẹn quý giả và cũng như cái giảng viên Văn Khanh vào tuần sau cũng giờ này trên đài truyền hình SBTN.